strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Bữa nay thì quay lại cái móng tin thật anh em à. Bên kia thì đánh khủng long à, khủng long với lại bóng siêu nhân gì đó. Bên này thì đánh tin thật với lại ma điển. Một bên đánh dồn đam, còn một bên đánh ép đam ha. Để xem là bên nào sẽ ăn kèo đây. Thì thường đánh đấu đam á, có con ma điển nó có lợi thế nha. Đánh đấu đam mà có ma điển nó ép đam về sau, về late game thì cũng có lợi thế khá là nhiều. Ở đây cái bóng tin thạch thì nó có bên bản Trung Quốc khá là lâu rồi, nhưng mà bên quốc tế thì có vẻ như nó không được ra mắt. Không biết là sau này có ra hay không, nhưng mà nó cũng khá là lâu rồi đó. Ở đây nó có thiên phú cho nên là anh em sẽ thấy nó có cái có một cái hình gọi là giống như là bị phong ấn trên màn cờ đó. Thì những cái bóng tin thạch mà nó nằm trong cái phong ấn thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Tại vì cái con tin thạch này nó có một cái nhược điểm rất là khó chịu, đó là nếu mà hai bóng tin thạch đứng cạnh nhau thì nó sẽ không có cái ngọn lửa ha. Nó không có cái ngọn lửa, cho nên là nó cần lên thiên phú thì nó có được một cái phong ấn. Những cái con bóng mà đứng xung quanh phong ấn thì nó sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ như con phong ấn nó đứng cạnh một con bóng tin thạch thì nó sẽ không bị mất hiệu ứng ha. Đó là cái ưu điểm của cái bóng của cái thiên phú. Ở đây lên được một cái bóng tăng sao 7 chấm hơi đen, trong khi bên kia thì lên được những cái con khủng long chấm to khá là đẹp bài. Bên này thì lên được hai con thiên thạch 7 chấm rồi. Thiên thần bảo kê ha, hai bên đều đánh dạng đấu đam. Thường thì mấy cái anh bạn mà bóng to thì bây giờ có xu hướng là ép đối thủ đánh đấu đam. Thực chất thì nếu mà đánh khống chế thì mấy anh đó cũng có lợi thế thôi. Tuy nhiên thì khi mà gặp những cái đối thủ mà tầm ngang cơ á, thì đánh đấu đam thì nó lại an toàn hơn. Đánh khống chế thì nhiều khi gặp những cái anh bạn mà bóng to mà đánh thiên thần thì lúc đó khống chế nó lại vô tác dụng. Cho nên là đánh an toàn thì vẫn là đánh con thiên thần. Ủa bên kia lên được ba con thiên thần 7 chấm rồi, bảo kê gọi là 100% luôn nha. Đập bài khá đẹp anh em à. Đập lên những cái con 7 chấm khá là đẹp. Dùng con tăng sao á, kích hoạt kỹ năng thức tỉnh, đập hai con tăng sao 3 nó đẩy chấm lên khá là dữ. Đó thì bên kia đánh bên kia đánh thiên về đánh đam thôi. Còn bên này đánh cũng dồn đam nhưng mà có thêm ma điện khống chế nữa, thì không biết là về late game sẽ như thế nào. Ở đây là hiệp thứ 6 rồi nha, mấy hiệp đầu thì nó cũng không có gì đặc biệt. Đánh gặp thiên thần này thì chỉ có đánh kéo về late game thôi. Bóng bên nào to thì bên đó có lợi thế ha. Một bên thì có con siêu nhân phụ đam nữa, còn một bên thì đó lên được con siêu nhân 7 chấm này ngon này anh em. Khi mà có một con 7 chấm thì ghép những cái bóng khác thì con 7 chấm nó tự động nó chịu hồi khá là xịn á. Ở đây gặp con chuốt đèn ngọn lửa đỏ này thì có cái con thiên thần nó bảo kê thì nó sẽ không sao. Cái con đó nó sẽ bắn vô những cái con mà chấm cao nhất. Tiếp tục là con chuốt đèn ngọn lửa đỏ nè, nó sẽ bắn vào ba bóng có chấm cao nhất và giảm chấm ha. Giảm chấm theo thời gian, nếu mà không phá là nó giảm đến chết luôn á. Giảm đến khi mà nó bốc hơi luôn đó anh em ạ. Rất là khó chịu, giống như con tinh hỏa vậy đó. Gần na ná như là bóng tinh hỏa. Nhưng mà đây có tiên thần nó bảo kê, cho nên là hai bên đánh sẽ vô tư hơn, vô lo vô nghĩ ha. Chỉ có tập trung vào cái việc là dồn đam thôi. Liệu rằng ma điện nó có thể ép được bên kia hay không. Thì đợt trước đánh mấy cái đội hình này, đánh mấy cái đội hình mà có cần phải ghép nhiều mà đánh với tăng sao thì phải cân đối cái lượng PP ha. Không về late game, không có PP mà ghép thì nó cũng rất là thiệt thòi. Hết PP là coi như là tỷ lệ thua rất là cao á. Còn PP còn ghép là còn cứu được, chứ còn hết PP là coi như là khả năng đi cao ha. Ok, thì sắp tới không biết là có những cái bit update gì không. Hiện tại thì cũng mới hết cái giải đấu chắc được đơn tuần. Điều rằng nó có cho gì thêm hay không thì chưa rõ.
những cái đội hình phổ biến ở meta tới này có khả năng là cày cúp thì nó sẽ những cái anh bạn mạnh mạnh thì cày kiểu này nó hơi mất thời gian thôi nhưng mà cày nó chắc ăn ha. À quên, cái đợt update vừa rồi thì nó có chuyển đổi cúp ha, nó không có reset về không cúp nữa, mà cúp càng cao thì cái tỷ lệ kế thừa của mùa sau nó sẽ càng nhiều. Ở như đâu đó nếu mà 20.000 cúp thì sẽ được 10k cúp ở đợt sau, tức là nó sẽ giữ lại được một số lượng cúp nhất định để anh em cày cho nó dễ. Thông tin này thì nó cũng có lâu rồi, chắc là anh em sẽ biết thôi. Như đợt vừa rồi tầm 3k cúp thì như giữ được 500 cúp đó, nó cũng giữ được một khoản thôi, nó đỡ phải cày từ đầu thì nó cũng hợp lý. Tại vì thực sự mấy cái anh bạn mà mạnh cày lên tầm 20.000 cúp rồi thì về không cúp thì hành mấy cái người yếu yếu thì cũng khoai. Về 10.000 cúp thì người ta sẽ gặp những cái đối thủ tương đương thôi, không biết là cái tỷ lệ gặp những cái đối thủ mà chênh lệch cúp thì nó có update lên không, nhưng mà gặp mấy cái bạn to to này thì khó mà cày ha. Cày cho những cái người mà bóng bự thì còn cày được, chứ còn bóng vừa vừa thì chắc không ăn thua đâu anh em ạ. Ở đây bên kia có vẻ đuối hơn nha, bên bạn đánh khủng long có vẻ đuối hơn bạn thiên thạch nè. Rồi gặp mấy con ma điện này nó giảm đam sâu lắm anh em ạ. Đánh về late game, mà đánh càng về late game cái con ma điện này nó càng phát huy tác dụng nha, nó kéo nó giảm đam của đối thủ khá là nhiều á. Tuy nhiên thì nếu mà đánh thay cái con khủng thay cái con thiên thạch bằng cái con thiên sứ thì nó lại ngon nha, tại vì ở đây không có khống chế. Nếu mà có thiên sứ nó bút vô thì nó lại bù cho được cái lượng ma điện mất đi. Tuy nhiên thì ở đây đánh thiên thần thì nó bảo kê được cái con boss. Ví dụ như con boss khóa này nó ra thì nó sẽ không khóa được vào mấy con chấm cao tại vì có thiên thần bảo kê á, nhưng mà cần phải có một cái lực đam mạnh mới giết được đó. Những cái con mà khóa vào những cái vị trí mà có thiên thần bảo kê thì rất là khó khóa ha. Ở đây con thiên thạch giết boss rất là nhanh, trong khi bên kia thì vẫn đang hơi chật vật, tại vì mình nghĩ là bên kia cần phải để không gian để mà ghép cái con siêu nhân vào, chứ không về sau không đủ đam, khả năng không đủ đam rất là cao nha. Nếu mà ép hết chỗ là không có chỗ để mà ghép đâu. Bài ra hơi xấu, bên kia bài ra hơi xấu không có ghép, phụ thuộc hoàn toàn vào đam của khủng long, nhưng mà có vẻ khủng long bên kia không đủ đô. Thiên thạch bên này nó mạnh quá anh em à, em để ý là bên này có 2 con 7 chấm thôi nhưng mà nó bắn rất là rát, trong khi bên kia là bị ma điện nó giảm đam á, đâm là khủng long bắn nó không thấm rồi. Hiệp này hiệp thứ 9 nè, nhiều khi là qua hiệp sau là khả năng sẽ ngã ngũ, tại vì hiệp 9 này là hay đuối rồi. Giờ đánh tầm ra 10 lên được tới ra 11 rất là khó ha. Ở cái giải đấu vừa rồi anh em có coi thì để mà lên được hiệp 11 hình như là chưa có trận nào lên được hiệp 11 đâu. Đó, cái hiệu ứng của ma điện cũng bị xóa khi mà búc hai cái con thiên thần vô ha. Những cái hiệu ứng mà lên quái cũng bị giải trừ đó, giải trừ hiệu ứng của ma điện nhưng mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, sau đó thì nó lại bị dính hiệu ứng lại, khá là chua. Khả năng mất máu cho bên khủng long khá là cao nha. Bên kia lại không có không gian để mà ghép, không có ghép được bóng ha. Mất máu rồi kìa, nhiều khi đi ở hiệp này không chừng anh em à. Tại vì bên kia có vẻ đánh không tận dụng được cái con siêu nhân, không ghép được khủng long bánh chay thì chắc không ăn thua rồi. Ủa đầu hàng luôn anh em à. Ok, nếu anh em coi video clip tới đây thấy hay thì đừng quên để cho mình một like, một đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Anh em có chia sẻ gì thì có thể để dưới phần comment, thôi chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Bên kia bóng cũng to nhưng mà có vẻ đánh cợt nhã quá cho nên thua anh em à. Ok, chắc mình kết thúc video clip tại đây thôi. Hẹn gặp lại anh em những video clip tiếp theo. Bye bye.